quý vị và các đồng chí, chúng ta đang kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác, nhà bác học thiên tài, người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới, người đã cùng với Ăngghen xây dựng nên hệ thống lý luận khoa học và cách mạng để nhận thức và cải tạo thế giới. Thế nhưng gần 2 thế kỷ đã đi qua với biết bao biến thiên lịch sử, những công hiến vĩ đại của Mác, giá trị tư tưởng của các Mác luôn bị các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị tìm cách chống phá, xuyên tạc và phủ nhận. Để làm rõ những thủ đoạn nguy hiểm này, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với Đại tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Thanh, giảng viên khoa Triết học, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng. Trước hết xin được cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Văn Thanh đã nhận lời tham gia chương trình. Và trước tiên thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây. Các Mác là một trong những nhà tư tưởng vĩ đại, là con người của khoa học, là nhà cách mạng lỗi lạc về lý luận, về tổ chức, về đấu tranh thực tiễn. Ông sinh ngày 5 tháng 5 năm 1818 trong một gia đình trung lưu ở thành phố Rheinland, Trier, nước Đức. Cuối năm 1848, Mác cùng Ăngghen viết tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và chính thức công bố trên toàn thế giới bằng 6 thứ tiếng vào ngày 24 tháng 2 năm 1848. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do Mác và Ăngghen soạn thảo là thông báo về sự ra đời của một học thuyết cách mạng, một thế giới quan khoa học của chủ nghĩa Mác. Những nguyên lý mà Mác và Ăngghen trình bày trong tác phẩm là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho toàn bộ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Hơn 170 năm qua, dù phong trào cộng sản và công nhân quốc tế trải qua nhiều thăng trầm, đặt ra nhiều vấn đề mới phải giải quyết, nhưng những tư tưởng chủ yếu trong tác phẩm này vẫn tỏa sáng, soi rọi con đường chúng ta đi. Đó là một thực tế chân thực và sống động, như cây đời mãi mãi xanh tươi. Mặc dù trước đó Mác viết rất nhiều tác phẩm và khá là đồ sộ, thế nhưng mà chỉ có đến tuyên ngôn thì cái tác phẩm này mới đánh dấu cái sự ra đời. Bởi lẽ là trong tuyên ngôn, toàn bộ những nguyên lý phạm trù cơ bản của học thuyết Mác đã được trình bày một cách hệ thống và đầy đủ. Cái thứ hai là tuyên ngôn nó là không những là cương lĩnh chính trị mà còn là cương lĩnh hành động cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới. Nó chỉ ra mục tiêu, quan điểm, phương hướng đấu tranh của giai cấp công nhân, đồng thời nó còn chỉ ra lực lượng, con đường và biện pháp để mà đấu tranh. Cùng với tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Mác đã tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người, phát hiện ra quy luật giá trị thặng dư, đã kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, biến các lý thuyết cách mạng khoa học thành hành động cách mạng. Tuy nhiên, cũng tồn tại một thực tế khác, như cây đời phải luôn đấu tranh với loài cỏ dại. Gần 2 thế kỷ qua, những công hiến vĩ đại của Mác luôn bị sự công kích xuyên tạc của các thế lực chống cộng, cơ hội, xét lại. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi mà chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, sự thoái trào của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, thì cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận càng diễn ra gay gắt và phức tạp. Những thế lực phản động, chống cộng, cơ hội xét lại chĩa mũi nhọn công phá vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta một cách trắng trợn hơn, trực diện hơn. Không chỉ xuyên tạc, công kích đường lối chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước ta, các thế lực thù địch còn ngang nhiên phủ nhận những giá trị tư tưởng của các Mác. Vâng, thưa Đại tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Thanh, phóng sự vừa rồi thì đã cho chúng ta thấy là Mác là một nhà tư tưởng có những cống hiến vĩ đại cho nhân loại. Điều này thì không thể phủ nhận. Nhưng mà thực tế cũng cho chúng ta thấy rằng Mác luôn bị các thế lực thù địch chống phá. Vậy thì vì sao họ lại chống phá Mác và họ đã chống lại Mác từ khi nào? Tư tưởng của các Mác đó là thật sự là khoa học và cách mạng. Và cái cách mạng đó với cái mục đích là đưa nhân loại tiến đến cái chủ nghĩa xã hội, để thực hiện giải phóng giai cấp, giải phóng nhân loại, tiến tới một cái xã hội tốt đẹp. Và vì thế cho nên cái tư tưởng ấy là đã đối lập với những cái tư tưởng của các học giả tư sản, của giai cấp tư sản, là muốn bảo vệ cái chế độ tư bản. Cho nên rằng là cái tư tưởng của Mác là một mũi tấn công trực diện vào cái thành trì, cái thành lũy của toàn bộ thế giới tư bản. Đó là một cái chế độ áp bức bóc lột. Vì thế cho nên các thế lực thù địch là luôn luôn tìm cách để xuyên tạc, phủ nhận và bóp chết cái tư tưởng của Mác để củng cố cái địa vị bóc lột của cái chủ nghĩa tư bản. Ngay từ khi Mác đã đi vào hoạt động cách mạng và nghiên cứu lý luận thì những tư tưởng của Mác đã bị các cái thế lực thù địch chống đột phá và xuyên tạc rồi. Đặc biệt là vào tháng 2 năm 1848 mà cái tác phẩm Tuyên ngôn Đảng Cộng sản ra đời thì tư tưởng của tuyên ngôn Đảng Cộng sản đó là một sự tuyên bố công khai với toàn bộ thế giới tư bản, là đánh sập cái chủ nghĩa tư bản để đưa nhân loại đến chủ nghĩa xã hội. Tính từ đó là Mác cũng như gia đình của Mác là bị, không những là bị phê phán về mặt quan điểm tư tưởng mà còn bị truy lã về mặt chính trị. Vậy những thủ đoạn mà các thế lực thù địch đã dùng để chống lại Mác là gì? Và theo từng giai đoạn lịch sử thì chúng đã chống phá Mác ra sao, thưa đồng chí? Ngay thời Mác thì đã bị phê phán, đã bị chống đối, xuyên tạc rồi. Và trong cái quá trình lịch sử đó thì mỗi một cái nấc thang phát triển tư tưởng của Mác thì cái thế lực thù địch lại càng điên cuồng hơn. Rồi và cái mục tiêu là chống cộng, mục tiêu là xóa bỏ chủ nghĩa Mác. Nhưng như cái âm mưu và thủ đoạn, đặc biệt là các cái phương pháp của nó thì rất tinh vi. Có những cái lúc mà nó dùng rằng là nó đối lập Mác thời trẻ với cái thời về sau. Có lúc thì là đối lập Mác với Ăngghen. Có lúc thì là đối lập Mác, Lenin với lại Mác. Và cho đến bây giờ thì nó đã lợi dụng các cái thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, đặc biệt là cuộc cách mạng 4.0, và nó đưa để nó làm hạ thấp cái giá trị tư tưởng của các Mác về cái mục tiêu về tương lai phát triển của nhân loại. Mà ở đây có nhiều phương diện, nhưng trong đó có nói rằng là cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ấy ra đời thì nó làm cho tất cả những cái lý thuyết cũ là hết giá trị, thì điều đó cũng không, hoàn toàn là không đúng. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của đồng chí. Thưa quý vị cùng các đồng chí, thực tiễn nêu trên đang đặt ra một vấn đề rất đáng suy nghĩ rằng đấu tranh chống các luận điệu phản động, sai trái, xuyên tạc, phủ nhận những cống hiến vĩ đại của các Mác là một nhiệm vụ cấp bách nhưng cũng đầy khó khăn, phức tạp. Đã đến lúc việc đấu tranh bảo vệ lý luận chủ nghĩa Mác đi đôi với đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin cần phải được nâng lên một tầm cao mới. Đóng quân trong ngôi thành cổ ở một vùng quê quan họ hiền hòa, nhưng trường sĩ quan chính trị lúc nào cũng sôi nổi không khí học tập, tôi luyện hàng nghìn cán bộ chính trị cấp phân đội cho toàn quân. Trong số những học viên ở đây, phần lớn là những học viên trẻ với tuổi đời trên dưới đôi mươi. Hiếm có học viên ở trường đại học nào lại say mê nghiên cứu lý luận như ở đây. Họ được trang bị khối lượng kiến thức khá đồ sộ về chủ nghĩa Mác, Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ say mê học tập để nắm vững những nguyên lý khoa học của chủ nghĩa Mác. Họ tìm hiểu về con đường cách mạng và việc xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị. Niềm say mê ấy là những minh chứng sống động về sức sống mãnh liệt, giá trị tư tưởng của các Mác. Cái đầu tiên chúng ta cần phải có vẫn là phải kiên định với cái lập trường tư tưởng của những người Marxist. Cái thứ hai là nắm chắc được những cái nội dung chính, những nội dung cơ bản cốt lõi nhất trong cái học thuyết của Mác. Và dù trong bất kỳ một cái trường hợp nào hay trong bất kỳ một cái hoàn cảnh nào, đối với những cái chiêu trò của các cái thế lực thù địch thì chúng ta cần phải phân tích kỹ, nhận thức một cách chính xác về những cái nội dung sai trái mà các cái thế lực thù địch lồng ghép vào, cũng như là đưa ra nó không còn phù hợp với, hay là nó trái với những cái nội dung chính xác trong cái học thuyết của Mác, để từ đó chúng ta có thể nhận diện được một cách sâu sắc nhất và có những cái biện pháp cũng như là những cái nâng cao cái tinh thần cảnh giác đối với các cái chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch. Vừa qua, Học viện Chính trị đã phối hợp với Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học cống hiến vĩ đại của các Mác, giá trị tư tưởng và sức sống trong thời đại ngày nay, nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh các Mác. Tại cuộc hội thảo, các tham luận đã tập trung làm rõ thân thế, sự nghiệp, hoàn cảnh lịch sử, tác động đến tư tưởng của các Mác và đưa tới sự ra đời của chủ nghĩa Mác. Tiếp tục khẳng định, phân tích, luận giải sâu sắc những cống hiến vĩ đại của Mác và giá trị tư tưởng của các Mác đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Khẳng định những giá trị thực tiễn và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay. Là người ta đạt được một cái phát kiến như Mác thì đã vĩ đại lắm rồi. Nhưng mà Mác là có những phát kiến vĩ đại, trong đó có học thuyết giá trị thẳng dư để chỉ ra bản chất của chủ nghĩa tư bản. Mà kể cả chủ nghĩa tư bản nó cũng phải thừa nhận rằng ấy là cái bản chất mà Mác vạch ra về nó cũng phải thừa nhận. Sản xuất ngày càng nhiều giá trị thặng dư cho nhà tư bản, họ phải thừa nhận. Rồi Mác đã chỉ ra lý luận về hình thái kinh tế xã hội để chỉ ra một cái bức tranh sống động lịch sử xã hội loài người tiến lên qua những cái hình thái kinh tế xã hội. Loài người phát triển tiến lên qua 5 hình thái kinh tế xã hội. Và tất yếu theo cái dòng lịch sử đó thì không phải chế độ tư bản là tuyệt đỉnh mà sẽ hướng tới một chế độ xã hội cao hơn. Không sai với những gì Mác nói, gần 10 năm trước, chủ nghĩa tư bản lại lâm vào khủng hoảng. Trong cơn bĩ cực, người ta đổ xô đi mua và đọc lại cuốn sách Tư bản luận của Mác. Tác phẩm trình bày luận điểm nổi tiếng về quy luật giá trị thặng dư. Còn trên hành động thực tế, họ áp dụng ngay những nguyên lý hàng đầu của chủ nghĩa xã hội, công hữu hóa hàng loạt các tổ chức kinh tế, tăng cường vai trò của nhà nước đối với nền kinh tế, coi đó là lối thoát lớn nhất để ra khỏi khủng hoảng. Và điều đó đã là một minh chứng sống động cho sự trường tồn của học thuyết Mác. Thưa Đại tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Thanh, qua theo dõi thì hiện nay đồng chí thấy là các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội xét lại chống lại những giá trị tư tưởng của các Mác như thế nào? Việc chống Mác hiện nay thì nó được ẩn náu dưới nhiều các hình thức khác nhau. Trong đó có nhiều hình thức nhưng mà nó nổi bật nhất mà ta cần chú ý ở đây đó là nó giả danh cái nhân đạo và nhân văn, thí dụ nó lợi dụng vào vấn đề là dân chủ, nhân quyền, tôn giáo vân vân, và nó ẩn núp cái đó, xong là nó lại cài những cái quan điểm, cái âm mưu thủ đoạn chống phá vào trong cái đó. Đối với các cái thế lực thù địch thì bao giờ nó cũng cài cắm những cái nỗi logic để nó thực hiện cái thuật ngụy biện để nó xuyên tạc chủ nghĩa Mác. Mà như cách nói của Lenin đấy là nó dùng cái câu nói của Mác, xong nó thêm vào một từ hoặc nó bớt đi một từ nào đó để nó làm cho biến tướng cái nội dung bản chất của cái câu nói ấy. Vậy thì bây giờ phê phán những quan điểm cơ hội xét lại chống Mác thì ta phải rất tỉnh táo, và chúng ta phải trình độ tư duy cũng như trí tuệ cao thì ta mới phát hiện ra được cái ẩn giấu, cái phản động cũng như phản khoa học trong từng cái mệnh đề của cái bọn cơ hội và xét lại. Vậy thì đồng chí có thể nói một cách hệ thống hơn và chi tiết hơn về những cái thủ đoạn của chúng hiện nay thì có gì mới, có gì thay đổi? Cái mới hay cái cũ thì cũng chưa cần bàn đến, nhưng liên tục nó thay đổi cái phương thức của nó. Thế thì trong cái phương thức của nó thì nó có thể lợi dụng vào, thí dụ như là cái chủ nghĩa xã hội Liên Xô sụp đổ thì nó lại xuyên tạc một kiểu, hoặc là nó lợi dụng vào những cái mà chúng ta hiện nay trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội thì nó là những cái mới, thì chúng ta khó tránh khỏi được những cái hạn chế, cái bất cập nào đó thì nó khoét sâu vào cái đó, xong nó tung hô cái này cái khác. Rồi có cả những cái luận điểm là nó dựa vào luận điểm của Mác về vấn đề mối quan hệ giữa kinh tế với chính trị, rồi nó xuyên tạc theo cái hướng khác. Tất cả những cái đó là nó làm cho đánh lạc hướng của những cái người mà nhận thức còn hạn chế. Đồng chí có thể phân tích làm rõ những cái mục đích của chúng phía sau những cái thủ đoạn đó. Cái mục đích của nó là chống cộng, mục đích của nó là phủ nhận tư tưởng của Mác, mục đích của nó là đánh sụp đổ cái chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, mục đích của nó là nó làm cho phủ nhận cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng, đối với dân tộc ta. Thế rồi là từ cái mục đích bao trùm đó thì nó đưa ra những cái mục đích này, mục đích khác, và nó khơi dậy trong cái diễn biến hòa bình, rồi nó cấy ghép trong đó. Và đặc biệt cái diễn biến hòa bình rất nguy hiểm, bởi vì trong đó là nó đã tìm được đúng cái tâm lý cũng như là cái trình độ nhận thức của dân để nó khoét sâu vào trong đó, rồi nó khơi dậy vấn đề tôn giáo, nó khơi dậy vấn đề sắc tộc vân vân. Vậy thì để bảo vệ và phát triển những cái giá trị tư tưởng của Mác thì theo đồng chí, chúng ta cần quan tâm làm tốt cái vấn đề cốt lõi là gì ạ? Bây giờ cần quan tâm cốt lõi của nó là ta phải trung thành với cái giá trị, cái tư tưởng của Mác Ăngghen. Và cái giá trị ấy ta phải luôn luôn tìm tòi bám sát thực tiễn để bổ sung cái tư tưởng đó cho nó sát với thực tiễn trong điều kiện mới. Đặc biệt là cái sự nghiệp đổi mới, 30 năm đổi mới của ta đấy, thì ta thấy rằng có một cái thành công rất lớn là ta đã đưa ra một cái cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, và được bổ sung vào năm 2011. Đấy là một cái tư tưởng nó phản ánh sự trung thành với tư tưởng của Mác, đồng thời nó phản ánh một cái sự bổ sung phát triển để bắt nhịp với thực tiễn, với cái hơi thở của cuộc sống sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay. Và trên thực tế 30 năm đổi mới, những thành tựu đó chứng minh rằng là ta đã trung thành với tư tưởng của Mác, trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, và những cái sự phát triển của Đảng ta về lý luận của chủ nghĩa Mác là rất phù hợp. Xin cảm ơn những chia sẻ của Đại tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Thanh trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị cùng các đồng chí, từ những phân tích nêu trên, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị tư tưởng của các Mác, từ đó mà củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, tin vào những giá trị tư tưởng mà Mác đã cống hiến cho nhân loại. Bảo vệ và phát triển những giá trị tư tưởng của các Mác không đơn giản là bảo vệ những tác phẩm kinh điển, mà chính là bảo vệ lý tưởng, nguyên lý, con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Chương trình Nhận diện sự thật hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.